Em làm bên công ty nào đấy? Anh, công ty gì đấy? Công ty xây dựng miền Bắc gì? Công ty xây dựng miền Bắc gì? Địa bàn của em thuộc chỗ địa điểm nào đấy? Địa bàn của em thuộc ở chỗ tỉnh Bắc Giang gì? Ok. Đấy. À không. Cái nào mà? Nhít rồi. Nhít rồi. Cho cát vào. Ok rồi mà. Không cần phải gì cả. Đó vào. Vào cái cát vào là cái gì đấy. Đấy, gọi là má xuống.
Thì như thế nào? Thế nào đúng không? Alo. Rồi giờ xe cát mới đổ vào cái ta đổ cho. Mình nhét gì? Mình mới nhét ra, nhét cho chỗ hộ. Mình phải nhét ra thì nhét được. Đi đâu còn mang sao đấy. Để mày vào đây.